mình chào mọi người nhé. Hiện tại là đây mình sống sống hình hiện tại này mình trồng được 3 năm là hai cây thì mình chắc chặt nhánh thì mình sông này nó ghê quá, nó rất nhiều ghê vậy, nhưng mà chỗ bông được đẹp thì mình đã cắt giặt để cho nó ra lọc lá. Lây là mình cắt, lây là mình cắt. Thì bây giờ mình sẽ đào cây này để cho vào chậu để tiếp tục nuôi dưỡng để cho nó không phát triển mạnh nữa và nó dò cái cây lại. Thì đào dễ dễ nó xương đâu ít rồi lên một cây, cây thứ hai cành ghê quá à. Trồng dưới này thì nó lây nó phủ hết, mỗi lần cát nó cũng cực thì mình đứng tấp vô trong chậu để tuần cho nó giò tóc ra mặt à, đó vô tay. Thì mình đã chuẩn bị hai cái chậu sẵn và mình sẽ trồng hai cái cây này vào trong chậu này.
nó bảo nó có vừa không, mình lên đó con. Vừa lọc, vừa lọc chảo. Đây hơi to. Đây hơi cay. Bào lọc mà bột. Cái bào này không lọc được. Cái cài thế này là nó thật đẹp. Ai hết chung đẹp cái đó. Các cái này là chắc rồi. Bây giờ công thay thế. Và đây là hai cái cây sau kinh mình đã trồng và cái tỉa bớt nhánh với ga của nó. Ga nó rất là nhộng.
to. Ghe này là nó rất sát bén, chích vào là chảy máu liền. Thì mình cắt bớt và tổ tóm lại cho nó. Thì đó rồi nó ra cành nâu, mình sẽ cắt giặt tiếp.